kịch câm, truyện ngắn Phan Thị Phàn Anh. Từ đây, nó nghĩ, mọi thứ tự, luật lệ đã thay đổi. Với mụ giấy này, nó trở nên một người có vai vế trong nhà. Nó sẽ được tự do tiếp bạn bè và chiều tối, thoải mái mà đi chơi và nhất là nó đã có cái cớ để đổ tội cho những sai lầm nếu có sau đây. Tờ giấy thông hành ấy nhỏ bằng hai bao diêm, một cạnh xé lam nhăm, vội phá, một lời hẹn yêu đương của một người già quên tuổi tác và nghĩa vụ. Bố nó, với một người nó không hề có một tí khái niệm nào về tuổi, đẹp, xấu, nghề nghiệp, hoàn toàn đù mù, chỉ hiểu bố nó tha thiết viết, em, như một con rắn, nó trường đến một hàng photocopy thật sang, ở đây chắc không ai biết nó là ai, hai tờ, một tờ đút túi, một tờ nó lẳng lặng đưa cho ông bố đang ngồi đọc báo, và cười một cái cười ngang hàng, không phải của con dành cho bố. Một trật tự mới ngay lập tức được thiết lập, bố nó cầu khẩn và căm thù nhìn nó. Cái đứa lầm lì nhất trong bốn đứa đây, cái đứa ít nhìn vào mắt ông nhất trong nhà. Hầu như hai bố con không trao đổi gì ngoài những câu chào, tiếng mời cơm. Đứng trước nó, ông thật sự thấy mình là chủ gia đình, một gia đình của trăm năm xa xưa mà trong thâm tâm ông, đàn ông nào cũng ao ước bây giờ. Nó đứng trước ông, điệu bộ rất lễ phép cũng lẳng lặng không một lời, chỉ có cái cười nhẹ nhàng và đôi mắt. Ông bố hiểu ra nó thỏa mãn biết bao nhiêu, nó đã căm hờn ông biết bao lâu. Bà mẹ không biết gì, chỉ thấy các con mình ít bị la mắng hơn. Những bữa cơm dọn trễ một chút cũng không sao, đứa nào chậm chân ngồi trễ một chút cũng không sao. Ông chồng đâm chiêu, thật ơn dễ tính, lẫn lộn. Và nó không sử dụng ngay cái quyền của giấy thông hành ấy, vẫn chưa thằng bạn trai nào được tiếp vào chiều tối, vẫn chưa một buổi đi chơi nào quá lâu, không phải vì nó còn sợ, chỉ đơn giản là nó chưa quen được tự do, chỉ thế thôi, chẳng có tí ti đạo đức nào trong việc chậm trễ này cả. Rồi nằm dài, một trưa, nó nghĩ, hay thật, mình bây giờ lại còn đạo đức hơn bố mình, bây giờ mà đi chơi nhiều thì lại hư bằng nhau. Mình càng nghiêm trang ông cụ càng hãi, như vậy đã hơn. Và như thế, hàng ngày nó quan sát lại mọi việc trong nhà. Nó nhìn bố nó, ông hiệu phó của một trường cấp 3, lầm đuổi với cái tập đen, gầy gòn bực thước trong bộ quần áo phẳng phiu, đến lớp nó cười thầm, đi giảng đạo đức đấy. Nó quan sát mẹ nó say sưa trong cái trò rửa thịt, nhặt cao, nhìn bà mẹ hồn nhiên giữa mấy đứa con rít nhít, đứa nào cũng giống mẹ bắt lồi. Mà nhìn mấy mẹ con quấn lấy nhau trong góc bếp, chẳng cần có bố cũng sống được, nhưng khi ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy mẹ mình yêu thương và sợ sệt góp thức ăn cho chồng, nó tủi thân một cách trẻ con. À, cái đám mất nồi chúng mình đây được yêu thương chẳng qua chúng mình là sản phẩm của ông bố này. Mẹ yêu bố gấp đôi tụi mình. Nếu bây giờ có một đám cháy, cho mẹ cứu một người duy nhất, chắc hẳn là mẹ sẽ cứu bố. Rồi như thật, nó kính đáo liếc các em nó, liếc những đứa bé bị bỏ rơi trong đám cháy thử thách mà nó tưởng tượng ra. Rồi bình tâm trở lại, nó nhìn bà mẹ rất đơn giản ấy mà thương hại. Thôi, giấu đi là vừa, mẹ hiểu quá chắc cũng chẳng làm gì được. Và ngây ngô quá, chưa chắc đã khổ, chuyện lớn sẽ thành trò đùa. Bố sẽ quen đi, rồi sẽ không sợ ai trong nhà này cả. Vậy là nó tiếp tục ăn, mẹ tiếp tục gấp, bố tiếp tục lặng lẽ, các em nhai nuốt hồn nhiên, ngày này qua ngày khác, không ai biết có hai người khổ sở trong nhà. Nó khổ sở trong nhà, cũng chẳng nghĩ đến việc thù tiếp bạn bè, hay chơi bời khuya khoắt nữa. Cảm thấy mình giống một tên thừa nước đục thả câu, nó cục hứng, ngồi lặng lẽ bên một đám bạn ồn ào, nó nhìn hàng dầu gió bên đường thả quả như những cái trực thăng tí hon và nghĩ, khốn nạn thật. Nếu không có chuyện bẩn thỉu kia thì bây giờ phải đạp bán sống bán chết về nhà rồi. Và một tối, một thằng bé chưa biết luật lệ của gia đình nghiêm khắc này, cao hứng ở lại đến 9 giờ, cười cười nói, tay chân muốn mây không biết sợ, ông bố, theo thói quen cùng một chút tự ái thua cuộc đi ra rồi bất lực đi vào. Tự nhiên nó thấy cái miệng thằng bé sao mà rộng, tay chân nó sao mà như hề.
và nó cáu lên một cách vô lối, nghĩ rằng từ đây mọi trò của mình có được chẳng qua cũng nhờ một trò đáng khóc. Rồi nó tiếc phải như không nhận được tờ giấy quỷ quái ấy. Nhặt được, tưởng rằng từ đây sẽ có gan nhìn thẳng vào mắt bố nó khi cần thiết, hóa ra càng ngày càng ít dám nhìn, nhìn nhau. Mắt bố con dạy đi, và nó ngượng, cay đắng, nó nghĩ đến cuộc sống gia đình đen tối mà nó sẽ phải có, nó sẽ không được hồn nhiên trời phú như mẹ nó. Dòng nó, dễ gì có được cái địa vị mực thước như bố nó, có nghĩa là cái gia đình tương lai ấy càng dễ tan nát gấp trăm lần cái tổ ấm bây giờ. Nghi ngờ, nó gác lại những kế hoạch yêu đương, sợ hãi và giễu cợt. Nó nhìn những thằng bạn đi bên cạnh như nhìn những tên lừa đảo còn ẩn mình trong cái lá ủ. Và ông bố, mỗi sáng lầm lũi trên đường đến trường, ông nghĩ ra mọi cách để giải thích tại sao lâu nay mình ít nói trước học trò. Ông sợ rằng, một ngày nào đó, rủi như chuyện này vỡ lở, những cái áo dài nết na kia, những bộ đồng phục ngoan ngoãn kia sẽ làm thịt ông như trả thù một đạo đức giả bao lâu ngày phưởng. Áp bức chúng nó, rồi lo sợ, ông miên man nghĩ đến bà vợ và những đứa bé ở nhà như một cái án treo lơ lửng trên đầu, và co rúm người lại, ông phu tình tập trước cái tư thế sẽ thay cho tác phong uy quyền xưa nay, nước mắt, người và xe nghề dệt, phóng nghĩ đến đứa con gái lớn, mình mất nó thật rồi. Nó có rơi xuống bùn, mình cũng không đủ tư cách kéo nó lên, thò tay xuống kéo. Biết đâu nó sẽ trừng mắt rồi tự nguyện lặn luôn xuống đáy. Rồi tử thân, ông loạn choạng đạp xe giữa cây cỏ hai bên đường. Mình chết đi, nó có khóc không? Lẩn thẩn, như mơ, ông tưởng tượng ra một đám tang, một bà vợ, mấy đứa bé mịt mù khóc lóc cùng nhan khói. Chỉ một đứa con gái làm lũi và cương quyết như đang canh gác một phạm nhân,